Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ trên kênh YouTube Báo sức khỏe và đời sống. Quý vị thân mến, bão Rai đang áp biển Đông. Vào rạng sáng nay, 16 tháng 12, bão đã tăng từ cấp 13 lên cấp 14, tức 135 đến 150 km/h, giật cấp 17. Dự báo vào chiều tối ngày 17 tháng 12, bão sẽ đi vào biển Đông. Dự báo sẽ càng quét Philippines với quy mô rộng và mức độ thiệt hại khủng khiếp. Mặc dù khả năng đổ bộ đất liền thấp, nhưng những dự báo gần đây cho thấy bão sẽ đi lướt ngang khu vực Trung Trung Bộ từ Quảng Trị đến Phú Yên. Người dân cần lên các phương án để ứng phó kịp thời. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 7 giờ sáng ngày 16 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc, 127,6 độ Kinh Đồng, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 300 km về phía Đông Đông Nam. Dự báo, bão sẽ càng quét Philippines với quy mô rộng và mức độ thiệt hại khủng khiếp. Mặc dù khả năng đổ bộ đất liền thấp, nhưng những dự báo gần đây cho thấy bão sẽ đi lướt ngang khu vực Trung Trung Bộ từ Quảng Trị đến Phú Yên. Lưu ý tất cả bà con ngư dân Phú Yên đánh bắt xa bờ hãy vào bờ càng sớm càng tốt. Trước tối ngày 17 tháng 12 phải di chuyển đến nơi an toàn. Bà con nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo lòng bè chắc chắn, chuẩn bị phương án nếu lượng mưa cao làm cho thủy sản bị ngập. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 25 đến 30 km. Đến 7 giờ ngày 17 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,3 độ vĩ bắc, 121,5 độ kinh đông, trên khu vực phía tây nam miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức tốc độ gió từ 135 đến 150 km/h, nhật cấp 16. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và đi vào biển Đông. Đến 7 giờ ngày 18 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,1 độ vĩ bắc 116,8 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây khoảng 270 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh ở khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ đêm ngày 16 tháng 12, trời có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Từ gần sáng đến ngày 17 tháng 12, ở vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, giật cấp 11 vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Đến 7 giờ ngày 19 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây khoảng 320 km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ có xu hướng giảm dần. Trong 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, cường độ bão tiếp tục có xu hướng giảm dần. Mới đây, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức họp ứng phó với cơn bão có tên quốc tế là Rai. Dự kiến sẽ vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong khoảng đêm ngày 17 tháng 12 đến sáng ngày 18 tháng 12. Bão Rai được dự báo sẽ đạt cường độ cực đại ở cấp 13, 14 và cấp 16 trước khi đổ bộ vào Philippines. Khi vào Biển Đông, cơn bão này cũng rất mạnh. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: "Chúng tôi dự báo bão Rai sẽ đi vào Biển Đông vào khoảng đêm ngày 17 tháng 12 đến sáng ngày 18 tháng 12." trở thành cơn bão số 9 trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm 2021. Trước khi vào Biển Đông, bão Rai có suy yếu, sau đó vào Biển Đông, bão sẽ mạnh lên. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, gió mạnh nhất trên biển do bão số 9 sẽ đạt cấp 12, 13 và cấp 14. Ngoài ra, khu vực phía Bắc đang đón một đợt không khí lạnh vào đêm ngày 16 tháng 12 và được tăng cường trong ngày 17 tháng 12. Chính vì vậy, bão vào gần bờ sẽ chịu tác động bởi hai yếu tố là không khí lạnh và nhiệt độ nước biển gần bờ lạnh hơn vùng biển khu vực Philippines nên cường độ của bão sẽ suy giảm. Tuy nhiên, theo dự báo của Việt Nam cũng như các đài dự báo quốc tế, mức độ suy yếu của bão Rai không nhiều khi vào gần bờ. Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 9 vào gần bờ có xu hướng dịch chuyển lên phía bắc khi nó đi lên khu vực kinh tuyến 113 đến 115. Trước diễn biến của bão Rai, các tàu thuyền hoạt động trên biển sẽ có tiềm ẩn nguy cơ gặp rủi ro. Đến ngày 19 tháng 12, gió mạnh do bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển. Dự báo, bão sẽ vào đất liền vào khoảng ngày 20 tháng 12. Trung tâm cảnh báo bão liên hiệp quốc JTWC dự đoán bão Rai hay còn gọi là Odette ở Philippines sẽ đạt tốc độ 260 km/h khi đổ bộ vào hôm nay. Tốc độ này khiến cho bão Rai tương đương bão cấp độ 5 hoặc siêu bão. Hồi 1 giờ ngày 16 tháng 12, vị trí tâm bão Rai ở khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc, 129 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 550 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật tới 170 km h Theo bản tin dự báo thời tiết của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn và Địa khí quyển Philippines, Basaga. Cơn bão có tên địa phương là Odette nhanh chóng mạnh lên vào tối ngày 15 tháng 12 khi di chuyển trên phạm vi rộng lớn của Thái Bình Dương và có thể sắp trở thành siêu bão. Dự kiến, bão sẽ đổ bộ vào miền đông của Caraga Eston Visayas của Philippines trong ngày 16 tháng 12. Khi vào Biển Đông, nó sẽ trở thành bão số 9 trong năm này. Hiện tại, bão Rai di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km Đến 1 giờ ngày 17 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc, 123,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam miền trung Philippines. Cảnh báo cấp độ 3 đã được nâng lên tại 4 khu vực ở Mindanao, nơi cơn bão được cho là sẽ mang theo sức gió hủy diệt trong vòng 18 giờ tới. Quần đảo Dinagat, Surigao del Norte, phần phía bắc của Agusan del Norte, Tubay, Santiago, Jabonga, Kitsarao, phần phía bắc của Surigao del Sur Carascal, Cantilan, Madrid, Carmen, Lanuza, Cortez. Các nhà dự báo thời tiết đang theo dõi sát sao cơn bão khi nó đổ bộ vào đất liền. Các điều kiện thuận lợi trên toàn khu vực, bao gồm nước biển chất ấm và độ cắt gió thấp, khiến bão Rai nhanh chóng mạnh lên và có khả năng gây ra thảm họa. CNN cho hay, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hiệp Quốc của Mỹ dự báo bão Rai sẽ đạt cấp độ siêu bão khi đổ bộ vào đất liền Philippines các giải bên ngoài của cơn bão đang lan rộng mưa xuống các khu vực miền Nam và miền Trung của Philippines và tình hình sẽ xấu đi nhanh chóng trong những giờ tới. Từ sáng ngày 16 tháng 12 đến sáng ngày 17 tháng 12, các trận mưa dự kiến sẽ nặng hạt đến dữ dội và có lúc xói xả. Bagasa cho biết trong một bản tin dự báo vào sáng sớm ngày 16 tháng 12, lượng mưa hơn 250mm sẽ trút xuống Mindanao và Visayas. Mưa dữ dội được dự báo sẽ gây ra lũ lụt trên diện rộng, lũ quét và sạt lở đất ở các địa hình cao hơn. Ngoài gió mạnh thì lũ lụt và sạt lở đất, các khu vực ven biển sẽ phải cảnh giác với triều cường từ 3 đến 4 mét và các tàu vận tải biển sẽ đối mặt với biển động mạnh trong vài ngày tới. Những cơn bão tháng 12 không phải là hiếm, ở Tây Thái Bình Dương không có mùa bão, giống các lưu vực khác như là Bắc Đại Tây Dương từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11. Mặc dù cao điểm của bão ở Tây Thái Bình Dương là vào cuối mùa hè đến đầu mùa thu, nhưng bão có thể xảy ra vào bất kỳ tháng nào trong năm. Philippines không lạ gì những cơn bão thảm khốc vào tháng 12. Trong thập kỷ qua, nhiều cơn bão chết người đã ảnh hưởng đến nước này. Vào năm 2011, bão Washi đã giết chết hơn 1.000 người ở miền nam Philippines, mặc dù chưa đạt cấp độ siêu bão. Cơn bão này tương đối yếu, nhưng đã đổ lượng mưa lớn, dẫn đến lũ quét tàn phá và sạt lở đất trong đêm khi mọi người đang ngủ. Chỉ một năm sau, vào tháng 12 năm 2012, bão Bofa cũng tấn công khu vực Mindanao, miền nam Philippines. Bofa mạnh hơn nhiều so với Kwasi, tấn công khu vực như một siêu bão và giết hơn 1.000 người. Philippines cũng từng hứng chịu những cơn bão mạnh và gây chết người vào tháng 12 năm 2014 như là bão Hagubit vào năm 2016 khi cơn bão Nocten tấn công vào ngày Giáng sinh. Thưa quý vị, khu vực Phú Yên và Bình Định vừa trải qua cơn lũ lục kinh hoàng. Nhiều người dân còn chưa kịp ổn định cuộc sống thì cơn bão số 9 lại đổ bộ. Với những dự báo về tốc độ và sức gió mạnh của cơn bão Rai, người dân cần chuẩn bị các phương án để giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản, thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để nắm bắt tình hình. Và bây giờ, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.